chào anh em buổi sáng nha. Ngày em lên một con siêu phẩm nha anh em. Con CS35 nha. Này nồng có 39-40 ly nha anh em. Con này full chức năng rồi. Con này là tình trạng là nguyên rin đẹp lắm nha anh em. Con này là không có sơn phết gì nha, không có xịt bóng luôn nha. Con này là nói chung là con này em mới phủ nano nha. Đó, nano này là về cái này lấy nồi dẻ quẹt ngang cái là nó hết bóng à. Nhưng mà con máy này đẹp lắm nha anh em. Chứ để anh em nói xịt bóng nữa tội nghiệp em nha, mới phủ nano. Kinh. Cộng dây giật giờ em thấy hết muốn cơm luôn anh em ơi. Cộng dây giật nè. Trong bóc. Anh em nào mà xài gia đình thì alo em nha. Con này là sên nó bị xét, bởi vì em cắt cộng sên mới nha. Em nào mua thì IBM nha. Có video test nổ đàng hoàng nha.